Chào các bạn, mời các bạn quay trở lại với căn tí Pro Canada. Hôm nay là ngày mình ở nhà nên mình đi dạo. Mời các bạn đi dạo với mình, mà hôm nay trời nó tuyết nó hay lạnh đó, nên mình mặc đồ ấm xin một xíu để mình đi dạo ở Canada, đi dạo vào mùa đông ở Canada các bạn. Mà mùa đông ở Canada thì người ta vẫn là đi dạo dù mà tuyết nó đang rơi như thế này. Các bạn nhìn thấy tuyết nó đang rơi không? Tuyết nó rơi vậy á, nhưng người ta vẫn đi dạo, người ta vẫn đưa chó đi, hoặc là người ta vẫn đi dạo, mà nói chung là vẫn đi bình thường các bạn. Nó giống như một hoạt động bình thường vậy, mà thậm chí hôm nay tuyết nó rơi nhiều hơn hả các bạn. Mời các bạn đi cùng với mình nha. Rồi chúng ta cùng đi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của mùa đông ở Canada các bạn. Mời các bạn cùng đi dạo với mình ạ. Các bạn thấy không, đây là cái cảnh mùa đông ở Canada. Mùa đông ở Canada thì nó rất khắc nghiệt. Các bạn nhìn thấy tuyết rồi, tuyết nó bao phủ mà nó nhưng là nó đấy, tuyết nó bao phủ hết toàn nó, nhưng mà mùa đông mà các bạn, giữa mùa đông thì tuyết rất chi là nhiều. Cái đường đi bộ người ta cào rồi các bạn, nó nhưng mà người ta đầu xe ngoài mùa đông. Các bạn nhìn thấy mùa đông này, mùa đông thì tuyết nó vẫn phủ kín này các bạn. Đấy, tuyết nó rơi, nhà người ta nó phủ nguyên cả nhà luôn. Người ta đầu đây nhà này, đấy các bạn nhìn thấy tuyết không? Nó rơi mà nó cao, nó rơi cao các bạn. Đấy, giờ trời nó bắt đầu nó rơi tiếp rồi các bạn. Nhưng mùa đông đó, mùa đông thì chỉ có một màu trắng thôi các bạn. Đấy. Đấy. Mùa đông ở Canada các bạn. Đây là cái đường đi bộ các bạn, nó đã xúc. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái cảnh mùa đông ở Canada không? Mùa đông ở Canada nó rất chi là khắc nghiệt các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy tuyết nó cao bằng hàng rào luôn á. Hi, morning. Yeah, I'm good. And you? Good. Hey, good boy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tuyết mùa đông. Đây, các bạn nhìn thấy mùa đông không? Mùa đông ở Canada nha. Đang tuyết nó đang rơi đó. Mình đây là cái chỗ mà gần khu vực mình sống đó các bạn. Nó như là trong khu vực mình sống, còn trong khu dân cư mình sống á, trong khu vực dân cư mình sống nên là có nhiều người họ vẫn đi bộ các bạn ạ, họ vẫn đi thể dục bình thường vậy ạ. Hi, morning. Hello, how are you? Đây, các bạn nhìn thấy không, người ta vẫn đi bộ vậy ạ. Người ta phải đi bộ bình thường vậy. Các bạn nhìn thấy giờ trời nó tuyết nó bắt đầu nó rơi, nó cây thì nó cái mùa đông thì nó rụng hết chẳng nói rồi. Rồi còn mấy cái cây kia là cái cây lá kim nghe các bạn. Cái cây lá kim mà cây lá kim thì nó cũng rụng lá nghe các bạn. Còn mấy cái cây vừa thì nó rụng lá. Đấy. Bây giờ nó tuyết nó rơi các bạn. Tiếp tục tuyết rơi này. Đấy. Các bạn nhìn thấy cảnh mùa đông ở Canada. Các bạn có nhìn thấy tuyết nó rơi không? Đấy. Đây là cái chỗ một khu vực gần mình sống vào mùa đông hả các bạn. Các bạn nhìn thấy sờ chưa? Đấy. Đây là cái khu mình sống á các bạn. Đấy,
cây này cây lá kim các bạn thấy không, các loại cây lá kim đó nên là nó không rụng lá các bạn. Còn mấy cái cây này, cái cây mà những cái phong trước thì nó rụng lá, cái lá kim thì nó cũng rụng lá. Đây là cái cây lá, cây này cây lá phong á, nó rụng lá. Các bạn nhìn thấy cảnh mùa đông không? Tuyết mà nó từng đóng đó các bạn ạ. Tuyết rất chi là nhiều, nó ta ủi hai bên ha. Người ta không ủi đó gì đường đó các bạn ạ, người ta ủi hai bên không à. Đường người kia là cái đường đi. Còn kia là đường ô tô các bạn. Người ta cứ bỏ cứ ùn qua. Ùn qua hai bên à. Mùa đông ở Canada chi lần các bạn ạ. Hai, đấy mùa đông ở Canada các bạn nhìn thấy không, nó tuyết rất dày cho nó rơi nữa. Đóng luôn các bạn ạ. Gần nhà mình các bạn ạ, nó mình đi vào quanh nhà mình ạ. Nhưng nhiều người họ đi lắm các bạn, nhiều người vẫn tuyết nó rơi như vậy nhưng nhiều người họ vẫn ra khỏi nhà.
Sau một lúc mình đi bộ á, thì các bạn thấy cái cảnh ở Canada có đẹp không ạ? Những cảnh Canada, những mùa đông ở Canada dù nó lần cỡ nào, tuyết cho rơi cỡ nào, người ta vẫn ra đường, người ta đi bộ các bạn. Người ta đi để hoạt động, người ta đưa chó đi, vẫn là người ta đi bộ, người ta ở nhà, người ta đi bộ dập một thói quen thôi các bạn ạ. Ở video của mình đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Các bạn xem kênh Tip Pro Canada, thì các bạn là Tip Pro Canada. Các bạn like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình để kênh mình phát triển nhiều hơn ạ. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye các bạn.